Xin tất cả mọi người, đây là kênh Vé Màn Showbiz, nơi mà câu chuyện và thông tin của nghệ sĩ các bạn sẽ được nghe tại đây. Tối chủ nhật ngày 21 tháng 5 vừa qua, một sự kiện hoành tráng của Viettel góp mặt toàn dàn sao cực hot được tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều khán giả đổ xô tham gia. Những gương mặt sáng gây nhiều sự chú ý phải nói tới là Hiếu Thứ Hai và anh em Sơn Tùng MTP Mono. Đây được xem là dịp cực kỳ hiếm khi một chương trình có sự xuất hiện của cả ba chàng trai hot này. Hiếu Thứ Hai giữ nguyên bộ sức đỏ từ đầu đến cuối và trình diễn bản hit Ngủ Một Mình. Mạng xã hội đã dần dần tung những bức ảnh của Hiếu Thứ Hai phanh ngực để lộ những hàng cơ chắc nịch khiến cho ba chị em phải ngã quỵ. Sau sự sexy đó của Hiếu Thứ Hai là sự xuất hiện của hai anh em Sơn Tùng Mono. Mono với sức trẻ, đầy nhiệt huyết của một tân binh khủng đã thể hiện ba ca khúc hot hòn hòn là Waiting For You, Quên Anh Đi và với một bản phối vô cùng mới của Em Là. Có thể nói, Mono càng ngày càng phát triển và định hình cho mình được phong cách năng động, tươi trẻ. Khúc đầu, Mono khoác chiếc bông bờ đỏ lấp lánh kín đáo và trẻ trung, nhưng sau đó anh đã cho pha một pha khó quên khi cởi chiếc áo khoác biến thành hình tượng sexy trong mắt người hâm mộ. Tiếp tới, anh trai Mono thì chẳng kém cạnh gì. Sơn Tùng MTP diện một chiếc áo một mất một còn vô cùng độc đáo. Với intro quen thuộc của Sơn Tùng, khán giả như chút hết được mệt mỏi khi phải đứng chờ từ 3 giờ chiều cho tới lúc Sơn Tùng xuất hiện. Người hâm mộ đón chờ Sơn Tùng và khi anh bước ra thì ánh hào quang không ngừng sáng về phía Sơn Tùng. Vẫn những màn trình diễn đẳng cấp đó, anh mang đến cho khán giả ba ca khúc là Chạy Ngay Đi, Cơn Mưa Xa Dần và Em Của Ngày Hôm Qua. Đến cuối chương trình, Sơn Tùng đã nhá nhẹ một đoạn ca khúc Making My Way khiến khán giả thích thú và hát theo. Đây chưa phải là một sân khấu live chính thức cho ca khúc này, nhưng thông qua đây, fan cũng rất mong chờ một sân khấu live cực đỉnh của ca khúc này. Chưa hết, tâm điểm của sự chú ý hôm qua là chiếc vali đựng đầy ắp gấu bông là những món quà của Sơn Tùng dành tặng đến cho khán giả. Anh ngồi trên chiếc vali xe đạp đầy sự dễ thương, trao đến cho khán giả từng chú gấu bông kèm theo nụ hôn của anh trên đó. Đêm hôm qua đúng là một đêm nhạc hội hạng A khi mà các phần trình diễn của các nghệ sĩ mang tới là mỗi một màu sắc khác nhau nhưng có một điểm chung là làm cho khán giả cảm thấy thỏa mãn. Sunny Hạ Linh đáng yêu trong bộ váy tua rua màu trắng. Crush quốc dân Phương Ly thì xinh đẹp từng milimet với ca khúc Missing You. Đức Phúc khiến khán giả không ngừng xúc động khi thể hiện ca khúc I Do, Em Đồng Ý với vô vàn ý nghĩa. Còn Trúc Nhân thì không cần phải nói, một chiếc live vocal đáng nể với Có Không Giữ Mắt Đừng Tìm. Thật bất ngờ và bốn chữ lắm, anh như đang tận hưởng hết màn trình diễn cuối cùng của mình vậy. Một sân khấu hoành tráng, dàn sao thì cực phẩm, một đêm đáng nhớ và đầy ắp sự yêu thương và kỷ niệm. Tất cả đã được diễn ra trong đại nhạc hội YFest 2023 ngày hôm qua. Và đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Đây là kênh Vé Màn Showbiz, nơi mà thông tin và câu chuyện của nghệ sĩ trong showbiz các bạn có thể nghe tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.